Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, GLS là phiên bản kế nhiệm của GL. Từ S được Mercedes-Benz thêm vào nhằm ám chỉ GLS sẽ được xây dựng như một mẫu S-Class trong phân khúc xe SUV hạng sang. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz GLS không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể như cụm đèn pha LED đặc trưng đi cùng lưới tản nhiệt thanh đôi. Cản trước, hai hốc hút gió với cụm đèn sương mù cũng được thiết kế lại. Phần sau xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu LED được tùy chỉnh. Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 4.7 lít, cho công suất tối đa 455 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 700 nm trong khoảng từ 1.800 đến 4.000 vòng trên phút. Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ 5,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập khẩu tại Mỹ, đăng ký lần đầu năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã lăn bánh được 32.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 4 tỷ đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.